Ok, xin chào các bạn. Và bây giờ tôi đang có mặt tại trên tầng thượng của khách sạn Seashore, khách sạn 4 sao. Và vừa nãy tôi đã quay cho các bạn căn hộ bên phía trong rồi. Và đây là tầng thượng, các bạn nhìn view rất là đẹp nha. Đấy, hệ thống khách sạn sẽ có một bên là nhìn về hướng núi và thành phố, còn một bên thì sẽ nhìn về phía biển. Buổi tối lên đây thì quá lung linh này các bạn. Còn điều đặc biệt nữa mà không thể bỏ qua đó là một hồ bơi. Đặc biệt nữa là các bạn khi các bạn bơi, các bạn có thể thưởng thức những cốc chai và hoặc cà phê. Bây giờ tôi sẽ lên phía trên kia để hay review các bạn xem. Wow, đây là một view cũng không thua kém gì bên tuyệt luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video review về khách sạn sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.